Vâng, em kính chào tất cả các bác. Em đang đứng ở vùng quê có đặc sản nổi tiếng đó là thuốc lào Tiến Vua. Vâng, chắc các bác cũng đã nghe qua về thuốc lào Tiến Vua rồi. Thì theo sách dư địa chí của Nguyễn Trãi đấy, thuốc lào cái làng An Tử Hạn thuộc tổng Hán Nam huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Nay là thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Thì là một trong những nơi mà trồng được cái thuốc lào ngon nhất dùng để tiến vua. Báo cáo các bác thì quê em đây, cánh đồng thuốc lào quê em đây. Giống thì các cây này thì đó là cái giống thuốc lào rất ngon. Đó là cái giống đé đen các bác ạ. Đấy, và mỗi cây thuốc lào thì chỗ chúng em chỉ để khoảng hơn một chục lá thôi. Đấy, qua cái việc là vẽ chánh, rồi cấm ngọn, rồi la lá gốc, thì các cái lá thuốc lào của quê chúng em cho ra cái chất lượng là tốt nhất. Hiện nay thì các bác cũng rất là dễ dàng trong cái việc mua thuốc lào. Đấy, có thể ra các cái quán trà đá, bán chè khô là các bác có thể mua được rồi. Giá thì cũng chỉ từ khoảng 200-300 trở lên thôi. Rất nhiều loại thuốc, nhưng các bác mua như vậy thì hàng trôi nổi, hàng đã có thể là qua đấu trộn rất nhiều lần rồi. Rồi có thể là có những cái loại thuốc đã bị nấm mốc, đã bị hết hơi, người ta cũng bắt đầu hồ tẩm lên và tạo cái hương vị. Thì các bác hút thì có thể là cũng say đó, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế thì các bác nên lựa chọn những cái thuốc lào mà được trồng ở những cái vùng quê như chúng em ở đây. Địa phương trồng thuốc lào nổi tiếng rồi. Thì sợi thuốc lào này các bác này, nó rất là đều sợi các bác nha. Màu nâu đậm, về thì nó rất là mềm tay. Đấy, để kéo, hút thì êm. Các bác cứ yên tâm, cam kết là hàng chỗ chúng em đấy là không qua đấu trộn, không có hồ tẩm. Các bác quan tâm đến đặc sản thuốc lào Tiến Vua Tiên Lãng thì các bác vui lòng nhắn tin cho chúng em để chúng em tư vấn lựa chọn cho các bác và các loại thuốc mà nó phù hợp nhất với các bác, cho chúng em hay gọi là hợp khói với các bác đấy. Vâng, cảm ơn tất cả các bác. Các bác đã xem video nói về thuốc lào đặc sản Tiến Vua của quê chúng em. Vâng, xin kính chào các bác nhé.